bây giờ nhá, mình sẽ đến phần B. Phần B là câu hỏi xử lý này, thì mình sẽ làm câu một trước đi. Những giao dịch sau đây ảnh hưởng như thế nào đến vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp? Tăng giảm hay không tác động? Thì đầu tiên là gì? Chia cổ tức cho các cổ đông thì ảnh hưởng như thế nào đúng không? Thì mình lại ghi công thức của vốn chủ sở hữu ra, cái công thức dài nhất đấy. Vì đây nó chính là những cái liên quan đến những cái ý đấy. Thì vốn chủ sở hữu công thức dài nhất của nó là gì? Vốn góp của chủ sở hữu Wow. Vốn góp chủ sở hữu do cộng gì? giữ lại cuối kỳ. Lợi nhuận dư lại đúng không? Mà lợi nhuận dư lại thì sẽ bằng lợi nhuận dư lại đầu kỳ. Đầu kỳ cộng thu nhập ròng trừ cổ tức đúng không? Thu nhập ròng. Nhớ ra cho cổ tức. Đâu, thu nhập ròng trừ cổ tức. Thế thôi. Vậy nhá. Đó, thì bây giờ là gì? Bây giờ người ta hỏi là ảnh hưởng như thế nào đến cái vốn này đúng không? Đấy, thì mình xem là những cái nhân tố này có phải là những cái trong đây không? Nếu mà có là những cái trong đây thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng. Thì mình sẽ xem chiều của nó, ảnh hưởng nó sẽ là tăng hay giảm đấy. Còn nếu mà ấy, không phải những cái trong đây rõ ràng sẽ không ảnh hưởng. Thì đầu tiên xem này, chia cổ tức của các cổ đông thì trong đây nó đã liên quan đến cái gì trong đây chưa? Quan đến cổ tức. Đúng không? Thì mà chia cổ tức tức là cái cổ tức này tăng lên, thì mà cổ tức tăng lên lại làm cho đây, chia cổ tức này tăng thì vốn chủ sở hữu tăng hay giảm? Chưa hiểu giảm. Đúng rồi, vì đây là có dấu trừ đúng không? Đấy, trừ đi một số càng lớn thì cái này càng giảm đi thôi. Được chưa nào? Vậy thì đây sẽ là giảm nhá. Vốn chủ sở hữu giảm. Ở A là vốn chủ sở hữu giảm. Tiếp theo ở B là gì? Bán hàng thu tiền ngay. Nó có liên quan không? Thu Nó là hoặc là gì? thu nhập. Thu nhập. Ừ, nó là thu nhập đúng không? Mà ở đây, cái này vẫn là chưa phải là công thức dài nhất đâu. Bởi vì thu nhập ròng mình còn tách được ra là gì? Doanh thu trừ Doanh chi thu trừ phí. đi chi phí. Ừ đấy. Thì phải đây là doanh thu không? Bán hàng thu tiền ngay là doanh thu tăng. Thì khi doanh thu tăng ấy, thì nó sẽ là gì? Là vốn chủ sở hữu tăng hay giảm? Ừ, vốn chủ sở hữu tăng. Thì nó là dấu cộng mà, trước nó là dấu cộng. Thế thôi. Tiếp theo là mua tài sản và nợ người bán kỳ sau. Thì nó có ảnh hưởng gì vốn chủ sở hữu? Tài sản thì tài sản tăng. Còn nợ không tác động gì đến vốn chủ sở hữu à? Đúng rồi, vì đây là tài sản và nợ mà. Thì nó ảnh hưởng đến tài sản và nợ phải trả chứ đâu có ảnh hưởng gì vốn chủ sở hữu đâu. Cho nên cái này không tác động nhá. Tiếp theo này, phát hành thêm cổ phiếu chứ tiền mặt đấy, thì nhớ phát hành thêm cổ phiếu đấy, vừa phân biệt rồi cổ phiếu với trái phiếu thôi. Cổ phiếu nó sẽ làm tăng vốn, trái phiếu nó sẽ làm tăng nợ. Ừ. Thì khi mà phát hành thêm cổ phiếu thì vốn chủ sở hữu có thay đổi không, tăng hay giảm? Tăng tăng vốn, Đúng rồi, tăng tăng vốn chủ sở hữu luôn. à, vì đây là phát hành thêm cổ phiếu mà, thì tức là người ta mua là người ta sẽ góp càng nhiều, góp nhiều vốn vào đúng không? À, còn ý là vay ngân hàng. Hay ngân hàng thì không tác động đến vốn bởi vì nó tác động đến nợ phải trả. Đúng rồi, ok, không tác động gì vốn. Cuối cùng là F này, mua nguyên vật liệu chưa thanh toán. Nó tác động đến nợ phải trả và tài sản. Tài sản Ờ, tăng và nợ phải trả tăng, đúng còn rồi, vốn thì không thay đổi. đúng rồi, thì nó sẽ không tác động. Được chưa? Còn ý G này, không biết dịch kiểu gì luôn. Ở trong sách chắc là nó có cụ thể đúng không? Còn ở đây nó bị lỗi ấy. Ở sách nó ghi nhà nó là gì? Công ty may Đức Giang mua vải về may, trị giá là 600 triệu. 600 triệu đồng. Thanh toán ngay 300 triệu và nợ người bán 300 triệu. Sẽ thanh toán trong vòng 30 ngày tới, nó giống cái công mục. Thì vẫn là có ảnh hưởng gì không? Không đổi. Đúng rồi, không đổi đúng không? Bởi vì tài sản tăng xong tài sản lại giảm. À, gì ấy? Sao tăng này giảm? Tăng. Ở đây là mình đang xem vốn chủ sở hữu mà. Quên, em đang không để ý. Nó chỉ tác động đến tài sản tăng 600 triệu thôi, nợ phải trả cũng tăng 300 triệu nhưng mà vốn chủ sở hữu thì không tác động đến. À, tài sản đây tăng 600 triệu không? Ở đây nhá, là mua chỉ là 600 triệu nhưng mà đã trả 300 triệu rồi nhá, nhớ. Thì tài sản chỉ tăng bao nhiêu thôi? Thì tăng 300. Ừ, nhớ nhớ phải trừ đi được không? Đấy, không thì lại sai đấy. Thấy chưa? Ồ, câu hai này quen chưa? Xác định phần mục sau đây, đâu là tài sản, đâu là nợ phải trả, đâu là vốn chủ sở hữu, thu nhập, chi phí. Thì có phải là cái câu anh vừa trước đây em ở ví dụ một không? À, cái này chữa rồi. Ừ, đấy, mình xem này, cái này là tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu gì đấy thì mình đã chữa rồi đúng không? Trong cái ví dụ một ở phần này ấy, đây này. Ở đâu? Đây đúng chết rồi. Đó. Hết luôn đấy, đâu là Hết tài rồi. sản đâu nó phải trả, hết rồi đó. Ui, lại câu này nữa gì đây?
trong sách là gì ấy? Cuối năm N, kế toán công ty A tiến hành điều chỉnh tăng giá trị của một số tài sản cố định đã mua trong năm N trừ 1. Theo tỷ lệ lạm phát năm N, với giả định công ty A vẫn đang hoạt động liên tục, việc làm này vi phạm nguyên tắc chung nào của kế toán? À, biết được vi phạm nguyên tắc nào không? Tắc chung em còn chả nhớ có những nguyên tắc nào. Nó hỏi chương này thì nó phải là Nhưng một mà cái nguyên nếu mà chương tắc A thì chỉ có ra gốc thôi. đúng rồi, nguyên tắc là gốc đây thì đây vừa thấy đúng không, là cuối năm N ấy, người ta điều chỉnh giá cái tài sản đã mua năm trước, N trừ 1 là năm trước đúng không, thì giả sử năm trước mua này, giả sử năm trước mua là 10 đi đấy, xong năm nay điều chỉnh giá lên là tăng lên bởi vì có lạm phát thì có được không? Không. Ừ, bởi vì phải luôn phải ghi trong nguyên tắc, luôn phải ghi theo giá gốc mà. Đây đây đang vi phạm nguyên tắc giá gốc thế thôi. Được chưa? Tiếp theo là câu 4 này, là cho các thông tin ở đây về tình hình của ba công ty ABC, hãy tính toán các chỉ tiêu còn thiếu trong bảng. Đấy, tức là nhá, mình sẽ tính cái này, với công ty A mình sẽ tính thu nhập dòng này. Đó. Với công ty B mình tính hai cái này, công ty C mình sẽ tính hai cái này. Đấy, dựa vào công thức đã học trong chương này ấy. Đúng không? Thì đây, người ta cho cái này để làm gì? Mình thấy này. Người ta cho về tổng tài sản 31 tháng 12 năm X, tức là tài sản đây là cuối kỳ đúng không? Tổng tài sản cuối kỳ đấy. 31 tháng 12 mà là cuối kỳ. Tổng nợ phải trả 31 tháng 12 năm X luôn, thì cũng là tổng nợ phải trả cuối kỳ này. Vốn góp chủ sở hữu 31 tháng 12 năm X thì là vốn góp chủ sở hữu cuối kỳ này. Lợi nhuận giữ lại cũng là lợi nhuận tại cuối kỳ. Thu nhập ròng này, có lợi nhuận đúng không? Ok, của 5X, và thấy lợi nhuận giữ lại 1 tháng 1 đây không? Tức là đầu kỳ đúng không? 1 tháng 1 mà, đây 31 tháng 12 mà. Okay. Đấy, thì bây giờ người ta bảo mình tính cái này mình chỉ cần áp dụng công thức thôi đúng không? Ừ, thì chắc biết áp dụng rồi đúng Có biết không? Ừ, không? đấy, thì thôi nhá, câu này sẽ tự làm nhá. Cũng dễ thôi. Đó, từ mấy công thức của mình ấy, vốn góp chủ sở hữu bằng gì để giữ lại các thứ kiểu, mình sẽ tính được. Và đến phần bài tập này, thì có gì đây? Công ty hợp pháp chuyên kinh doanh, tổng tài sản nợ phải trả là từng này, được trình bày bằng sau. Trong tháng 8 thì cũng đã tham gia một số nghiệp vụ kinh tế, thể hiện tác động của mỗi giao dịch đến tổng tài sản nợ phải trả vốn chủ sở hữu, và tính toán lại các chỉ tiêu trên một cuối kỳ. Thì đây nhá, mình sẽ đây ở đây thì mình chỉ cần xem là gì, tác động của mỗi giao dịch đến tài sản nợ phải trả vốn chủ sở hữu thôi, được không? Còn tính toán này thì mình không tính nữa nhá, bởi vì thi nó sẽ không cần tính cái này đâu, được chưa? Mình xem là ở mỗi giao dịch này cái gì tăng đúng không, thế là được. Thế là em xem này, ngày 3 tháng 8 thì vay ngân hàng bằng tiền mặt thì cái gì thay đổi? nhìn tài sản thay đổi và nợ phải trả thay đổi. Đúng rồi, tóm lại là vay ngân hàng thì nợ phải trả tăng đúng không? Tức là nợ phải trả tăng lên 15.000 và tiền mặt cũng 15 tăng lên là nghìn. 15.000 luôn. Tài sản cũng tăng lên 15.000 luôn, đúng chưa? Đấy, đây người ta ví dụ chúng ta rồi này, đây này. Tài sản này nó sẽ cộng vào đúng không? Nợ phải trả cũng sẽ cộng vào đây đúng không? Đấy, vì đây mình vừa phân tích rồi là vay này thì là tăng nợ đây đúng không? Đấy, và tăng tiền mặt thế thôi. Được chưa? Và tiếp theo là gì? Mua hàng này, mua hàng hóa chưa trả tiền người bán là 32.000 thì nó ảnh hưởng đến gì? Đầu tiên là mua hàng hóa thì cái gì tăng? Tồn Ừ, hàng hàng tăng tức là tài sản tăng đúng không? kho. Đấy, tài sản tăng thì cái này sẽ tăng lên này, và tăng cụ thể nó sẽ là 32.000. Ghi 32.000 ở đây xong cộng xuống đây là được. Được chưa? Như vậy. Đó. Và gì? Chưa trả tiền người bán thì sẽ làm Nợ gì? phải trả. Ừ, nợ phải trả Nợ tăng phải đúng không? trả. Cũng là nợ phải trả tăng ở đây thì mình cũng ghi vào xong mình cộng vào đúng không, xuống đây thấy chưa, còn cái này không có gì thì mình vẫn ghi 75.000 xuống đây thôi. À, tiếp là gì, trả nợ người bán một tiền mặt thì bây giờ lại làm sao khi trả nợ, Trả nợ tiền nợ phải trả giảm ừ nợ phải 8 trả nghìn. giảm 8.000 thì mình sẽ phải ghi đây là trừ nhá, không phải cộng nữa, bởi vì giảm mà, giảm thì mình sẽ ghi trừ 8.000 kiểu vậy đó. Và gì, bằng tiền mặt thì tiền mặt sẽ tăng hay giảm? Tám luôn 8 nghìn. Trừ 8.000 luôn. Đấy, thì đây khi xong rồi lấy cái này trừ xuống đây này thì nó sẽ giá trị ở đây rồi đúng không? Còn cái này không có gì thì mình vẫn ghi xuống đây. Đó. Thu nợ 12 tháng 8 là gì? Thu nợ của người mua bằng tiền mặt là 12.000 thì thu nợ rồi. Tức là thu được tiền ấy. Thì cái gì Thì là tăng? tăng tài sản. Ừ, tăng tiền mặt đây 12.000 này đúng không? Thì tăng 12.000 ở đây. Được chưa? Cộng 12.000 ở đây nhá. Đấy, xong rồi cộng xuống đây là được. Và tương tự như thế là sao? Thu nợ rồi thì nợ tăng hay giảm? Giảm. Ừ, thì cũng ghi 12 ở đây đúng không? Xong rồi cộng xuống đây là xong. Đó. Cái này vẫn không có gì thì vẫn ghi nó xuống đây. Tiếp đến này là
mấy năm tháng 8 mua một thiết bị sản xuất, trả tiền ngay và phần còn lại thì nợ. Thì mình sẽ xem là gì, ở đây nó là cái liên quan đến cái đấy mình vừa tính ấy, tức là tài sản ở đây là tăng cụ thể bao nhiêu, được không, và nợ tăng cụ thể bao nhiêu, chứ không phải là thấy là mua một thiết bị này là 50.000 thì mình ghi 50.000 đây, là không phải đâu nhá. Mình xem thực tế nó tăng bao nhiêu. Thì đây này, mua 50.000 nhưng mà trả tiền bao nhiêu rồi, 20.000, à 20.000 thì còn lại là thì tăng còn bao là nhiêu thôi. 30.000. Ừ, tăng 30.000 thực tế thôi, 30.000. tăng 30.000 thực tế thôi đúng không, cộng 30.000 vào đây thực tế thôi. Và đây phần còn lại là nợ, thì phần còn lại tức là 30.000 đây đúng không, tức là nợ ở đây luôn cộng thêm phần nợ cũng là 30.000 luôn đúng không. Đấy thì cộng xuống xong ghi ở đây thôi là được đúng không, lấy cái trên này này cộng ghi ở đây, còn cái này vẫn chưa tác động gì thì mình lại để xuống đây như bình thường thôi. Ở đây người ta ghi luôn cho chúng ta rồi này, bán một số sản phẩm nội thất cho người mua đúng không, và chưa thu tiền, hiểu đấy không, Thu tiền chưa thu tiền cho tức là nên phải ấy. thu khách hàng. Đấy thì nó người ta ghi là nợ phải thu này là 10.000 đúng không. Đấy ở chỗ này người ta ghi chúng ta luôn là cộng 10.000 này đúng chưa. Và gì, khi mà bán thì là khi doanh đó, khi đó doanh thu tăng rồi đúng không, thì mình sẽ ghi vào đây vì đây này biết rồi, muốn chủ sở hữu mà, thì cái phần doanh thu phải nằm trong vốn chủ sở hữu không, nếu không thuộc vốn chủ sở hữu này, vốn chủ sở hữu bằng vốn góp chủ sở hữu có lợi nhuận giữ lại này, thì có phải là cái doanh thu nó sẽ là một phần Vậy trong thì lợi nhuận bằng giữ doanh lại. thu. Vâng. Ừ, đấy cho nên cái này Đúng tăng rồi. được chưa. Và thêm nữa là gì, chi phí để sản xuất ra số sản phẩm trên là 7.000. Để sản xuất ra số sản phẩm trên là Khi mà chi phí tăng thì này, khi chi phí tăng thì cái vốn chủ sở hữu tăng hay giảm thì mình phải nhớ thôi đúng không, bởi vì chi phí nó mang dấu âm ở trong vốn chủ sở hữu, cho nên khi chi phí tăng thì vốn làm. chủ sở hữu sẽ giảm đúng không, cụ thể là giảm 7.000, 7.000 nhá. Đấy đây người ta ghi cho đơn vị đây này, đây 10.000 đúng không, người ta chỉ ghi là 10 thôi đó đúng không. Đấy mà trên đây người ta vẫn ghi là 15.000, ở dưới này người ta lại ghi là 10, ảo không. Thật ra đây sẽ là 10.000 đấy. Chưa? Bởi vì đây, người ta vẫn ghi theo đơn vị từ đầu đến giờ mà, đúng không? Đây này, 150.000 người ta vẫn ghi là 150.000 như bình thường. Đấy, sau Như đấy đến trong sách đây. không có. Không có gì á. Có cái đoạn 10.000 đấy, mình tự điền. Ừ, đúng rồi, mình tự điền mà. Cái này là từ kiểu là các kỳ trước ấy, người ta để nhầm ấy. Vâng. File là từ mấy kỳ mà. Tóm lại bài tập nó vẫn Khác, như vậy thôi. sách sách Chỉ cực có kỳ là khác. khác gì, khác luôn cả mấy cái này á. À, kiểu em nghĩ là sách của kỳ trước ấy thì nó sẽ, ví dụ đến bọn em thì nó sẽ thay đổi một chút chẳng hạn. Không, không thay đổi gì đâu, trời, thay đổi cái bìa ấy. Phải 4 năm thay đổi một lần, kiểu vĩ mô là kỳ này vừa thay đấy, thay hẳn luôn mà, thay hết sạch luôn vĩ mô. Khác hẳn luôn đấy ạ. Ờ khác hẳn luôn, nó như là một cái chương trình mới luôn đấy, khác hẳn vĩ mô bây giờ mà, ai lại vĩ mô lỗi rồi mà. Ok, tiếp tục nhá. À, chi phí này, đây. Chi phí là 7.000 đúng không? Thì đây mình sẽ ghi trừ 7.000 đây thôi đúng không? Được nhá. Và thêm vào gì? Cái chi phí này người ta chưa nói gì đã trả hay chưa, thì mình cứ coi như là chưa trả đi được không? Thì nó sẽ tăng một khoản nợ lên. Đúng không? Đây là cộng 7.000, hiểu này không? Có Ừ đấy, tăng một khoản nợ này. Thế thôi. Xong rồi cộng vào đây thôi, thì được. Còn hai cái này thôi đúng không? Ok, hai cái này. Mua nguyên vật liệu về nhập kho thì khi mua nguyên vật liệu về ấy thì nó là gì? Tài sản thôi đúng không? Thì khi mua về là tài sản tăng đúng không? Đấy đây là cộng 5.000. Đấy tức là mình sẽ ghi cộng 5.000 vào đây. Và mình cộng xuống là được. Và thanh toán cho người bán từ tiền gửi ngân hàng. Ồ. Vậy đây là gì? Khi thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng thì sao? thì tài sản giảm Ừ, tóm lại là ở đây thì mình nó sẽ vẫn ghi giữ là nguyên ừ, đây là trừ 5.000, đây năm là cộng 5.000 cộng xong 5.000 rồi trừ thì nó vẫn kiểu giữ vậy. nguyên y hệt như trên này thôi đúng không? Bởi vì riêng một ô này đã chi tiêu hết cho nhau rồi mà. Và cuối cùng là trả điện nước, điện thoại trong tháng là 3.000. Đấy, trả nhá, ở đây giả sử trả bằng tiền mặt đi hay tiền gửi ngân Ý. hàng cũng được, đúng không? Bởi vì người ta bảo trả rồi mà. Thì nó trả bằng một cái loại tiền trong hai loại đó. Thì tóm lại là gì? Khi trả tiền điện nước thì tiền tăng hay giảm? Tiền giảm Thì đây đúng không, nó sẽ ghi vào giảm tài sản. Và thứ nữa là gì? chủ sở hữu Ờ đúng rồi, bởi vì đây là chi phí mà. giảm vì chi phí giảm Đâu, chi phí tăng nhé. và chi phí tăng Ừ, chi phí tăng vốn chủ sở hữu giảm. trả tiền điện. Đúng rồi. Tiếp nữa là gì, đến bài 2 này. Tổng tài sản và tổng nợ như này.
Đấy, thì đây em thấy nhá, người ta vẫn chưa cho vốn chủ sở hữu ở đây thì em có tìm được Có không? Đấy, tìm bằng cái gì? tài sản đầu kỳ à, đầu năm để trừ đi nợ phải trả. Trừ trả đầu năm đúng không? Đây, đầu năm là một cái hàng này. Thì mình sẽ lấy tài Vâng. sản trừ nợ phải trả, vì tài sản bằng cái này cộng cái này. Đó. Thì lấy 210 trừ 145 bằng bao nhiêu? 65. Ok, 65.000. Được rồi, 65.000. Một. Rồi, biết tiếp theo là gì? Xác định lợi nhuận ròng cho công ty trong năm. Thì lợi nhuận ròng của mình ấy thì nó lại là giống cái gì rồi? Giống cái câu 15 ở trong trắc nghiệm ấy. Đấy, trong trường hợp là chủ sở hữu không đầu tư thêm mà không rút tiền ra này. Đấy, chủ sở hữu không đầu tiên tư thêm nhưng lại rút tiền ra này. Đấy, đầu tư thêm này nhưng không rút tiền ra này. Và đầu tư thêm và rút ra luôn này. Không đầu tư thêm. Thì câu này nó dễ hơn rồi đúng không? Bởi vì nó không nói gì đến cổ tức, không nói gì hết. Bây giờ người ta chỉ nói là chủ sở hữu này. Đấy, đầu tư hay là rút tiền ra thôi. Khi mà đầu tư hay rút tiền ra nó sẽ liên quan đến vốn góp chủ sở hữu. Được không? Mấy câu này nếu mà tính thì người ta chỉ cho vào cùng lắm người ta vào trắc nghiệm thôi, chứ không cho vào cái phần mình phải định khoản đâu. Ok không? Định khoản làm gì người ta bắt Ok. bắt tính lợi nhuận đâu đúng không? Ok. Rồi bây giờ mình thấy này. Đây, thì mình sẽ tính nhá là cái vốn chủ sở hữu này này, mình đã có vốn chủ sở hữu đầu năm, vốn chủ sở hữu cuối năm. Đúng không? Thì mình sẽ tính được ra cái gì? Cái vốn chủ sở hữu thay đổi như thế nào từ đầu năm đến cuối năm đúng không? Nó cái delta vốn chủ sở hữu đi. Nó sẽ bằng là cuối năm trừ đầu năm bằng bao nhiêu? Vốn chủ sở hữu cuối năm trừ vốn chủ sở hữu đầu năm. 80 trừ 65.000. À, đâu, vốn chủ sở hữu đúng không? 80 trừ đi 65 15.000 rồi xong. là Đúng không? 15 chứ? ê, à đúng, đúng rồi. 15. 15. Xong bây giờ tiếp là gì? Vốn chủ sở hữu không đầu đây chủ sở hữu không đầu tư thêm vào công ty rút tiền ra trong năm thì mình biết rồi cái delta vốn chủ sở hữu này nó sẽ bằng cái gì, bằng delta vốn góp chủ sở hữu cộng delta lợi nhuận giữ lại thôi đúng không? Đấy, delta mà tự thay đổi mà thì nó cũng sẽ bằng tương tự cái phần thay đổi ở trong này cộng với nhau, được chưa? Lợi nhuận giữ lại, mà lợi nhuận giữ lại đấy thì người ta không nói đến cái khác, thì lợi nhuận giữ lại này chính là lợi nhuận ròng luôn. Đúng không? Bởi vì người ta không nói cái khác thì em coi cái khác mà không thôi. Thì đây sẽ là lợi nhuận ròng. Thế bây giờ người ta bảo gì? Mình tìm lợi nhuận ròng trong các trường hợp đúng không? Trường hợp một là gì? Chủ sở hữu không đầu tư thêm vào mà cũng không rút tiền ra thì làm sao? Cái vốn gốc chủ sở hữu này nó có thay đổi gì không? Delta này có thay đổi gì không? Không, Không. đúng không? Như vậy là lợi nhuận ròng của EA bao nhiêu luôn? À, sẽ bằng 15.000 luôn. Đúng rồi, 15.000. Tiếp theo này, chủ sở hữu không đầu tư thêm nhưng lại rút tiền ra. Thì khi rút tiền ra ấy, thì cái delta này nó sẽ bị âm đúng không? Không rút thêm lại rút ra mà. Thì là âm 22. Được chưa nào? 22.000. Đấy, bây giờ lợi nhuận giữ lại, lợi nhuận tổng bằng bao nhiêu? Thì mình sẽ lấy 22 15.000 trừ cộng đi 15 22.000. Đâu, sợ trừ. cộng à, Chuyển vế. à đúng rồi, Vế mà. chuyển về vốn chưa xính. 15 cộng 22. 37 37. Ok. Thế bây giờ ta là thì gì? cộng thêm vào. Chủ sở hữu đầu tư thêm. Đúng không? Đầu tư thêm Đầu 13.000 tư thì cái thêm. delta này sẽ là cộng 13 đúng không? Cộng 13.000 thì bây giờ phải trừ đi. Chuyển về sang phải trừ đi này để tìm ra cái lợi nhuận ròng mà. Hay Hiểu 2.000. không? 2.000. Và cuối cùng là bao nhiêu? Ví dụ đầu tư thêm nhưng lại rút ra thì Thế là bên gì? này là cộng 10. Cộng 10 và trừ 22 luôn. Delta mà, delta sẽ là cái phần thêm mà trừ đi cái phần bớt. Từ 12 còn là 27. Ừ, đúng rồi, 27, đúng không? 15 cộng 12. Thì thôi. Đơn giản đúng không? Thì mình đã xong cái câu 2 rồi. Đó, tiếp theo thì câu 3 hãy xác định cái chỉ tiêu còn thiếu thì nó cũng giống như cái câu nãy đúng không? Tài sản bằng nợ phải trả cộng vốn chủ sở hữu thì tìm được không? Đấy, thì bây giờ mình chỉ cần lấy cái này trừ cái này tiếp là nó ra cái này chưa? Còn Đấy. phía dưới thì hai cái kia cộng lại là ra Ủa, con này hỏi trẻ con à trời. Cộng trừ trên chia đúng không? Lấy cái này trừ cái này ra cái này. Lấy cái này cộng cái này ra cái lấy này. cũng thế, Có cái này là cái... Ui trời ơi. Câu này sao lại hỏi được vậy? nếu mà đi thi nó cũng vậy Không được. Đi thi ở như này ai cũng vừa.
những người Ok, mà còn 11 tiếp luôn. theo à. Công ty Cường An trong kỳ thực hiện một số hoạt động như sau. Cho biết dịch trên tác động như thế nào? Tác động như thế nào tổng tài sản, tổng nợ phải trả vào vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, tăng hay giảm hay không tác động?